Ở những thời khắc thế này, ta nhận ra bay không chỉ là để dịch chuyển, bay để thấy vẻ đẹp kỳ vĩ của quê hương mà ta chưa từng biết. Bay để trao cho ai đó niềm tin, bay để mang yêu thương trở về, bay để yêu lại từ đâu. Cùng Vietnam Airlines mở ra những hy vọng mới trong mỗi hành trình. At Ping, we know smarter decisions lead to lower scores. When choosing a distance iron, we recommend the performance of the new G710. Its highly flexible face elevates ball speeds for more distance and towering ball flights. It's our longest, most forgiving iron. And it's equipped with Arcos Caddy Smart Grips and includes a free trial of their app to unlock the power of your data. Get fit today for the new Ping G710 iron, a smarter way to play your best. Mãi sau khi ra đời và trải qua 5 thế kỷ thì gôn mới được du nhập vào Việt Nam và nhờ vua Bảo Đại mà gôn được phổ biến rộng rãi hơn. Tuy nhiên, phải mất đến 70 năm từ năm 1920 đến năm 1990 thì gôn mới được biết tới nhiều hơn ở Việt Nam. Mặc dù thế thì gôn ở thời điểm đó vẫn bị gán cho là chỉ dành cho người có tiền và giới thượng lưu. Chính quan niệm đó đã khiến cho việc hình thành và phổ biến gôn tại các địa phương gặp khó khăn. Gôn ở Bà Rịa Vũng Tàu cũng vậy, từ năm 1990 đến trước năm 2000 chỉ lác đác một vài người chơi, tuy nhiên phần lớn lại là người nước ngoài. Sau năm 2000, người chơi gôn là người Việt Nam dần nhiều hơn. Tới năm 2005, số người chơi gôn ở Bà Rịa Vũng Tàu đạt tới con số khoảng 50 người chơi. Thế nhưng, các golfer đều chơi rải rác mà không hề có một tổ chức cụ thể để hoạt động. Trước tình hình đó, một số golfer ban đầu gồm có ông Nguyễn Phước Lộc, Phan Thanh Chiến, Lương Văn Cung, Tôn Thất Toàn, Bùi Ngọc Quang và Nguyễn Thanh Phong đã cùng nhau thành lập hội gôn Bà Rịa Vũng Tàu lâm thời. Những người đầu tiên trong ban chấp hành đã tích cực vận động các golfer đang chơi gôn tại Bà Rịa Vũng Tàu tham gia vào hội. Sau khi được nhà nước công nhận và có đầy đủ sự ủng hộ của các hội viên, ngày 27 tháng 1 năm 2007, đại hội lần 1 Hội Gôn Bà Rịa Vũng Tàu chính thức diễn ra. Cái phong trào gôn lúc đó là mới mở ra và hầu như những người nào mà chơi gôn là họ đều thích chơi gôn hết và họ đều muốn có một cái hội để mà họ có cái nơi tập trung vào chơi gôn. Thì thực ra khó khăn thì cũng khó khăn lắm, chỉ có cái điều là anh trong một số anh em đó thì họ không phải là chỉ là nghiệp dư thôi, không phải là bỏ hết thời gian cho golf. Người thì cũng là tổng giám đốc công ty này, tổng giám đốc công ty nọ, họ có cái thời gian làm việc của họ rất là khắt khe và bây giờ phải dành ra một cái thời gian để mà lo cho hội này, thì cái đó là cái khó khăn ban đầu. Nhưng mà phải nói với cái nhiệt tình thì các anh tham gia rất là tốt. Tại đại hội, 11 thành viên ban chấp hành đã được bầu ra và số lượng hội viên khi đó là 50 người. Với sự quyết liệt ngay từ đầu, vì thế tại đại hội lần thứ nhất, Ban chấp hành Hội Gôn Bà Rịa Vũng Tàu đã đưa ra phương hướng hoạt động đối với hội. Theo đó, Hội Gôn Bà Rịa Vũng Tàu hoạt động chính thức dựa trên đường lối của nhà nước rõ ràng. Điều kiện đặt ra cho hội cũng khắt khe, đó là không có người nước ngoài tham gia vào hội. Nếu có, thì người nước ngoài chỉ tham gia chơi cùng mà không phải là hội viên chính thức. Ban chấp hành hội cũng phổ biến luật gôn tới các golfer và yêu cầu các golfer là hội viên của hội phải nghiêm túc tôn trọng luật gôn và xây dựng phong cách chơi gôn một cách chuẩn mực. Nhiệm kỳ 1 là cái nhiệm kỳ mà nếu đánh giá cho đúng thì nó tạo nên cái nền móng về tổ chức cái phong trào golf ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mặc dù cái hội viên là ít thôi nhưng mà mình tổ chức được và rất là đều đặn. Và mỗi giải đều có cái nghiêm túc tổ chức giải, đặt cái nền móng và từ đó trở về sau. Theo cái đà đó thì nhiệm kỳ 2, nhiệm kỳ 3 cứ tiếp tục để mà tăng cái số hội viên lên. Đó là cái nhiệm kỳ 1 mà chúng ta làm được như vậy. Nhưng mà cái cũng có một cái mà chúng tôi chưa làm được. Chẳng hạn nhiệm kỳ 1, mình trong mục đích của mình đó, cũng có một cái vấn đề là đào tạo. Thí dụ như đào tạo cái golf trẻ nè, rồi đào tạo cái hạt giống. Tất nhiên mình không quan tâm tới cái thành tích lắm, nhưng cũng phải đào tạo những người có năng khiếu để tham gia cái giải thi đấu quốc gia. Thì nhiệm kỳ 1 chưa làm được cái việc đó, hoặc có thì cũng ít thôi.
nhưng mà chưa có cái lớp trẻ. Số lượng chơi golf ở Vũng Tàu rất ít, chỉ đâu đó có khoảng vài chục người, thì cũng như được sự khuyến khích của Hiệp hội Golf Việt Nam và một số anh chị ở đây thì thôi thì cũng thành lập Hội Golf tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là bắt đầu từ năm 2007. Đây là những người mà tâm huyết đối với golf và thành lập ra Hội Golf. Và trong ban chấp hành thì cũng có một số anh chị trong ban chấp hành ở nhiệm kỳ đầu lại không sinh sống ở đây. Đấy, không sinh sống ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhưng cứ thường ví dụ cuối tuần hoặc là lâu lâu xuống thì tham gia golf, thì cũng mời tham gia vào để mà cái bước đầu tiên mình phát triển, mình ít nhất là mình có được cái tổ chức đã, sau đó rồi thì bắt đầu phát triển. Từ nền móng ban đầu, Hội Golf tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tiếp tục thúc đẩy phong trào golf ở tỉnh với những giải golf đầu tiên mang tính chất giao lưu, rèn luyện kỹ thuật chơi golf và phổ biến golf tới nhiều người hơn. Cũng từ đó mà trong đại hội lần 2 2011-2015 của Hội Golf tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có những tín hiệu tích cực. Ban chấp hành của hội lớn mạnh hơn với 19 thành viên, số lượng hội viên cũng tăng lên đáng kể với hơn 150 hội viên hoạt động chính thức. Thì nhiệm kỳ 2 có cái đặc biệt hơn là củng cố được cái ban chấp hành là đầy đủ hơn. Nhiệm kỳ 1 ban chấp hành thì còn ít, chỉ có 5 người đó thôi. Nhưng mà nhiệm kỳ 2 thì lên được khoảng 14 đến 17 người. Thì trong quá trình có thay đổi cho nên là nhiệm kỳ 2 thì củng cố được cái ban chấp hành mạnh hơn. Và hội viên thì cũng tăng nhiều hơn. Cho nên tổ chức những cái giải thi đấu nó sẽ hoành tráng hơn. Thứ hai nữa là nhiệm kỳ 2 thì có làm thêm được cái là đào tạo cái golf trẻ. Mà các em, tức là con em của golf hoặc ai cũng được, có năng khiếu, có sở thích làm thì đưa vào hội golf, mình sẽ tài trợ, này, giúp đỡ điều kiện huấn luyện viên này kia để đào tạo. Từng bước tụi tôi hình thành cái giải tháng và sau đó là giải quý và giải năm. Đấy, và đến nhiệm kỳ 3 thì là hoàn thiện lại tất cả các giải và đưa vào hệ thống tổ chức cho hoạt động của hội golf. Đấy, thì các giải của hội golf là mặc dù rằng là giải tháng đi chăng nữa nhưng mà vẫn quy tụ được số lượng rất đông hội viên tham gia. Khoảng thời gian từ nhiệm kỳ 2 đến nhiệm kỳ 3, số lượng hội viên không ngừng tăng mạnh. Chỉ trong một thời gian ngắn, số lượng hội viên đã tăng lên tới gần 600 hội viên. Điều đó cho thấy golf ở Bà Rịa Vũng Tàu đã có sự phát triển vượt bậc. Người chơi golf càng ngày càng nhiều, phong trào golf ở đây cũng lớn mạnh hơn, với minh chứng là các giải golf theo tháng, quý và năm cũng được tổ chức đều đặn. Nhiều giải đấu lớn được tổ chức quy mô hơn như giải golf Fairways to Life, giải đấu từ thiện lớn nhất của hội golf. Với sự phát triển và số lượng hội viên đông đảo như vậy thì cần thiết phải có một bộ máy ban chấp hành lớn mạnh hơn nữa để dẫn dắt hội đi đúng theo phương hướng, nhiệm vụ đã đặt ra. Chính vì thế, trong đại hội nhiệm kỳ 3 2015-2019, đại hội đã bầu ra 25 thành viên cốt cán, đủ năng lực, thời gian cũng như là tâm huyết để dẫn dắt sự phát triển của hội golf ở Bà Rịa Vũng Tàu. Phương hướng nhiệm vụ của Hội Golf Bà Rịa Vũng Tàu trong nhiệm kỳ 3 vẫn là tập trung đào tạo golf trẻ và nâng cao chất lượng cũng như là phong cách chơi golf của các hội viên. Có một cái đặc điểm là cái ban chấp hành mới này thì quy tụ những anh em mà có rất là nhiệt tình, bỏ thời gian để mà tham gia rồi chịu khó bỏ thời gian để mà dành cho hoạt động của hội. Cho nên cái công việc mà lo cái hội golf thì nó đều tay hơn. Những golfer mà có handicap single thì tôi thấy rằng là mỗi năm càng một tăng lên. Tất nhiên đó là cái niềm đam mê của cá nhân hội viên, nhưng nó cũng đánh giá được cái việc là mọi người cũng siêng năng luyện tập, cũng như là cũng mong muốn được thi đấu dưới màu cờ sắc áo của Hội Golf tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Do đó là ngay từ thời đầu thì nếu mà nói về single thì chắc có lẽ là cũng chưa có. Nhưng càng ngày càng phát triển thì số lượng hội viên và đặc biệt là handicap single càng cao. Thì tôi nghĩ rằng là chất lượng của hội viên cũng được nâng cao. Bên cạnh đấy thì cái việc về phong cách cũng như là hiểu về luật chơi của môn golf, cộng với cái việc khi anh ra sân, cái phong cách thi đấu cũng như là giao tiếp, tôi thấy của hội viên cũng ngày càng được nâng cao.
Thứ nhất là mình rất là tự hào về mình đã là một thành viên của hội gôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thứ hai là mình đánh giá cao với cả sự lãnh đạo của ban tổ chức cũng như hội trưởng của hội gôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tổ chức các cái giải cũng như có những cái hoạt động ngoài gôn để gắn kết anh em trong hội cũng như là làm những cái công việc chung đóng góp cho trong xã hội. Thì mình nghĩ rằng để có một hội gôn phát triển tốt thì đầu tiên ấy, mình mọi người trong một hội ấy, thì đều phải có một cái định hướng rõ ràng, đặc biệt là trong đội ngũ lãnh đạo của hội gôn Bà Rịa Vũng Tàu. Thì mình thấy rằng là những người lãnh đạo đều có những cái chương trình kế hoạch thực hiện hàng năm rất là rõ ràng, và đặc biệt là một cái chỗ dựa về mặt luật thi đấu cũng như là thường xuyên tổ chức các sân chơi hàng tháng, hàng quý để cho các hội viên có điều kiện để cọ sát, giao lưu học hỏi lẫn nhau. Nổi tiếng là hội gôn có nhiều hoạt động sôi nổi, vì thế các giải gôn của hội gôn Bà Rịa Vũng Tàu luôn thu hút đông đảo sự quan tâm của các golfer. Ngoài các buổi outing, giao lưu với các câu lạc bộ, các hội gôn trên cả nước, thì một giải đấu lớn luôn được hội gôn Bà Rịa Vũng Tàu chú trọng, đó chính là Fairways to Life. Fairways to Life là chuỗi sự kiện thường niên của hội gôn Bà Rịa Vũng Tàu, nhằm gây quỹ cho các hoạt động thiện nguyện được duy trì trong suốt 14 năm qua. Các giải từ thiện trước đây đã quyên góp được hàng tỷ đồng, hỗ trợ xây cô nhi viện cho trẻ em mồ côi, xây nhà đại đoàn kết, mổ tim bẩm sinh cho cộng đồng người nghèo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hiệu quả và ý nghĩa của Fairways to Life đã đưa hội gôn Bà Rịa Vũng Tàu trở thành một trong những đơn vị đi đầu trong công tác thiện nguyện. Đó là cái giải Fairways to Life, có nghĩa là cái giải để vận động các cái nhà tài trợ rồi các cái vận động viên chơi golf họ đóng góp vào để mình dùng cái đó mình làm cái chương trình giúp đỡ cho những người khó khăn ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì cái giải đó phải nói là cái giải tâm đắc nhất khi thành lập, khi bắt đầu cái để mà tổ chức cái giải đó. Thì thực ra lúc đầu cũng rất là ít, cái nhà tài trợ cũng ít, rồi anh em đóng góp lần đầu cũng ít thôi, cũng đâu được chừng vài trăm triệu thôi. Và chỉ có cái số tiền ít vậy thôi, nhưng mà khi mình làm được công tác từ thiện ban đầu, chẳng hạn giúp cho cái viện trẻ mồ côi Vũng Tàu, rồi mình xây nhà tình thương, xây một hai căn nhà tình thương lúc đầu thôi, thì nó không phải là lớn, nhưng mà cái kết quả, cái hiệu quả tạo ra cho tất cả những anh em mà chơi gôn cũng như những nhà tài trợ thấy cái công việc mà họ làm rất là có ý nghĩa. Cái thành công ở chỗ là mình cái tiền mà của những người tham mình vận động những người tham gia đóng góp, và những cái tiền đó đưa đến những cái thiết thực, những cái người mà rất cần thiết mà mình đã khảo sát trong chương trình của mình đó, thì họ thấy rõ vấn đề đó, cho nên cái giải đó rất tâm đắc. Và từ đó tới nay là 10, 14, 15 giải rồi, nhưng mà đều năm nào cũng tổ chức cái giải đó. Hàng năm thì khi mà tổ chức giải này thì hội cũng đều đưa ra những cái định hướng là năm nay chúng ta sẽ làm gì đối với những số tiền mà quyên góp được từ hội viên, từ các mạnh thường quân. Thì cứ mỗi năm thì con số nó càng ngày nó càng lên. Như năm vừa rồi từ tôi tổ chức vào hồi tháng 5 thì con số nó được ngót nghét khoảng 2 tỷ đấy, cho một giải. Thì những số tiền này thì ngoài ra chúng tôi tặng xe đạp cho những học sinh nghèo trong tỉnh, ủng hộ cho quỹ mổ tim, cho hội tim thành phố Hồ Chí Minh của thành phố Vũng Tàu, xây nhà đại đoàn kết cho những bà con nghèo ở trong địa bàn tỉnh, quỹ học bổng cho các giáo học sinh nghèo vượt khó, rồi mua xe lăn cho các bệnh nhân nghèo, rồi nữa là có rất nhiều cái hoạt động mà giải Fairway to Life này chúng tôi đã làm được. Với số lượng hội viên đông đảo, trình độ gôn của các hội viên cũng ngày một nâng cao. Hàng năm, hội gôn Bà Rịa Vũng Tàu cũng không ngần ngại đưa đội tuyển của mình tham gia các giải gôn lớn trong nước như giải vô địch các câu lạc bộ gôn toàn quốc. Tại giải đấu này, các thành viên nữ của tuyển Bà Rịa Vũng Tàu đã cống hiến những màn thi đấu ấn tượng, vượt những đối thủ mạnh để bước chân vào vòng chung kết thi đấu cùng với GLC Ladies và liên tiếp 2 năm liền giữ ngôi vị á quân của giải.
Ba bóng hồng của tuyển Bà Rịa Vũng Tàu gồm Nguyễn Thị Út, Phạm Thị Kim Nga và Lê Thị Bích Hương đã rất thăng hoa và nhiều cảm xúc. Mặc dù để vụt mất chiếc cúp vô địch vào tay của những golfer nữ của câu lạc bộ Golf Life Club, nhưng những gì mà họ thể hiện cho thấy sự quan tâm đặc biệt của hội golf Bà Rịa Vũng Tàu đối với chất lượng của các hội viên nói chung và sự đầu tư của cô nữ. Một trong những phương hướng, nhiệm vụ xuyên suốt từ đại hội lần thứ nhất cho tới đại hội lần 3 mà Bà Rịa Vũng Tàu đặc biệt quan tâm đó chính là đào tạo quân trẻ. Cuối năm 2017, hội golf Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với sân golf Paradise và huấn luyện viên Tăng Thị Nhung mở lớp học golf miễn phí đầu tiên dành cho các golfer trẻ ở Vũng Tàu. Ban đầu chỉ có chưa đầy 10 học viên, thế nhưng sau 3 năm, số lượng các học viên không ngừng tăng lên, đến nay đã có tới hơn 40 học viên. Lớp học dành cho các golfer trẻ được duy trì đến nay đã bước sang năm thứ tư và được tổ chức vào chủ nhật hàng tuần. Có thể thấy ở lớp học này, các golfer trẻ có cơ hội tiếp xúc với golf, yêu golf và đặt ra những mục tiêu xa hơn với golf. Những đam mê của con là được học golf với các bạn và thầy cô giáo. Con cảm thấy lúc đầu thì con cảm thấy khó khăn, nhưng khi mà được các bạn và thầy cô giáo hỗ trợ thì con cảm thấy dễ dàng và thích thú với môn này. Con chơi golf được 3 năm. Lúc mà mới đầu con chơi golf thì là con chưa quen được cái cách cầm gậy nên là con đánh rất là hỏng. Nhưng mà cô Nhung đã chỉ lại cho con nên là con đã đánh tốt hơn. Thì là cứ một tuần thì con sẽ dành ra một buổi để đi để làm một trận golf. Lúc mà mình mới bắt đầu thì cái môn này là một cái môn rất là khó. Nhưng mà có sự hỗ trợ của ba mẹ, của hội golf, của cô, của nhiều người nữa thì em thấy là càng ngày càng đam mê hơn, thì càng ngày càng luyện tập thì càng ngày càng giỏi. Golfer Tăng Thị Nhung là người đầu tiên tới đề xuất với hội golf Vũng Tàu về việc mở lớp học đào tạo golf trẻ. Điều này đi đúng với định hướng phát triển của hội golf tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chính vì thế mà ngay lập tức, hội golf đã hỗ trợ đầy đủ những điều kiện tốt nhất cho golfer Tăng Thị Nhung để mở được những lớp học miễn phí đào tạo golf cho trẻ em trong tỉnh. Được chấp cánh cộng với tâm huyết của mình mà golfer Tăng Thị Nhung đã dẫn dắt tuyển golf trẻ của Bà Rịa Vũng Tàu đạt được những kết quả ban đầu. Thì sau khi mà tôi nói chuyện với hội như vậy thì hội quyết định đồng ý cho mở lớp. Thì lần đầu tiên tôi khai giảng, tôi nghĩ là cuối năm 2017. Thì rất là đông cháu tham gia và được sự ủng hộ rất là nhiệt tình của hội. Và sân tập golf là sân tập Paradise và sân tập golf Chi Linh. Thì các sân tập ấy là cho các cháu tập bóng miễn phí. Còn tôi ấy thì là sẽ đứng ra giảng dạy các cháu. Không cũng miễn phí luôn. Và hiệp hội golf ấy, là một số cháu mà có thành tích tốt trong cái thời kỳ vừa rồi ấy, thì là sẽ được hỗ trợ một số kinh phí để ra sân hoặc là đi thi đấu. Thì đó là cái mà tôi và hiệp hội với các sân golf ở Vũng Tàu đang làm cho các cháu. Ngoài lớp học vào sáng chủ nhật hàng tuần của golfer, huấn luyện viên Tăng Thị Nhung thì vào buổi chiều chủ nhật, lớp đào tạo golf trẻ của Hoa Khôi làng golf Việt Ngô Bảo Nghi cũng nhận được sự hưởng ứng của các phụ huynh và các học viên trẻ. Ngô Bảo Nghi là một trong những golfer trẻ tài năng và tình yêu của cô với golf cũng được hình thành từ khi cô chỉ là cô bé 12 tuổi. Chính vì thế, ở vai trò huấn luyện viên, Ngô Bảo Nghi luôn tận tâm để truyền được sự nhiệt huyết và đam mê golf cho các học viên trẻ của mình. Em tự hào vì UB của em là đã đóng góp rất là nhiều cho golf trẻ. Cũng may mắn là Vũng Tàu có em với chị Nhung thì cũng có thể hỗ trợ nhau qua lại để phát triển golf trẻ. Thì cũng có các bác, các chú của hội golf cũng hỗ trợ về kinh phí, hỗ trợ về tất cả mọi thứ. Đặc biệt là có sân golf Vũng Tàu và sân tập golf Chí Linh cũng đã làm hết mình để ủng hộ golf trẻ. Thì thật sự thì mình không thể nào mà mình mong đợi một cái kết quả tốt trong thời gian ngắn được, mà mình cứ phải tiếp tục cố gắng đến khi nào mà thời gian 5 đến 10 năm mình mới có câu trả lời cho cái những sự cố gắng hiện tại của mình. Ngày 11 tháng 10 năm 2020 là dấu mốc quan trọng của hội golf trẻ Vũng Tàu. Sau nhiều tháng chuẩn bị, cuối cùng hệ thống giải golf trẻ của hội golf tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng chính thức ra mắt tại sân golf Paradise. Giải nhận được sự tham gia của 26 golfer trẻ ở độ tuổi từ 8 đến 18 tuổi. Các golfer đã có một ngày thi đấu thành công với hai nhà vô địch ở bảng A và B cùng group 79.
Cũng từ dấu mốc đầu tiên này, mỗi năm Hội Gôn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đều tổ chức 4 giải đấu dành cho các golfer trẻ với mục đích tạo động lực và sân chơi để các golfer trẻ có sự cạnh tranh và rèn luyện khả năng thi đấu. Cái việc mà xây dựng golf trẻ cũng là cái điều mà ban chấp hành Hội Golf tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn luôn mong muốn và luôn luôn tạo mọi điều kiện để cho các cháu được tiếp cận cái môn golf và cũng như là học tập, học và thi đấu. Thì bắt đầu từ cách đây khoảng 3 năm là tụi tôi đã có cái hướng phát triển như thế. Có thể thấy rằng không chỉ là nơi phát triển phong trào golf bậc nhất cả nước mà nhiều năm qua Vũng Tàu đang càng ngày càng chứng minh rằng định hướng và mô hình đào tạo golf trẻ là hướng đi vững chắc. Cùng với Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì mô hình đào tạo golf trẻ ở Vũng Tàu cần phải được nhân rộng hơn nữa. Tuy nhiên thì quan trọng nhất vẫn chính là làm thế nào để nhen nhóm tình yêu golf trong lòng các golfer trẻ và chắp cánh cho tình yêu đó thăng hoa hơn nữa. Không có sự động viên của gia đình, không có sự hỗ trợ từ các bác trong Hội Gôn Bà Rịa Vũng Tàu thì quả thật là con tôi chắc là cũng khó có thể là ra sân được thường xuyên cũng như là khó có thể theo được cái bộ môn đấy cho đến ngày hôm nay. Thì cũng hết sức cảm ơn các bác ở trong hội gốc tạo một cái sân chơi cho các cháu. Cảm ơn huấn luyện viên Tăng Thị Nhung là đã theo sát các cháu từ khi các cháu bắt đầu chập chững vào môn này và cho đến bây giờ khi mà các cháu có thể là tự tin một mình đi ra sân. Của các cháu đây thì tuần nào các cháu cũng có bóng tập và do hiệp hội thanh toán tiền hết chứ phụ huynh là không phải lo về tiền huấn luyện viên hay là tiền bóng tập. Kể cả những cái sân chơi, những cái lần đi thi đấu thì là có những cái em mà được những cái thành tích tốt thì để các em có những cái phát triển hơn thì là hiệp hội cũng đã hỗ trợ nhiệt tình về những cái phần như thế. Một trong những yếu tố quan trọng không thể không nhắc tới trong quá trình phát triển của Hội Golf tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chính là sân golf Vũng Tàu Paradise Resort Golf Club. Ngay từ những bước đi đầu tiên của Hội Golf tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, sân golf Paradise đã đồng hành cùng hội trong việc hỗ trợ giá ưu đãi cho các hội viên, hỗ trợ sân chơi và tài trợ kinh phí trong đào tạo golf trẻ. Trong các giải golf mà Hội Golf tổ chức ở Paradise đều nhận được sự hỗ trợ hết mình của sân. Có thể nói, Paradise chính là một phần không thể thiếu khi nhắc tới golf ở Bà Rịa Vũng Tàu. Cái yếu tố mà để thành lập Hội Golf tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng nhờ có sự hỗ trợ và giúp đỡ cái sân golf Paradise rất là nhiều. Ngoài cái việc mà địa phương ủng hộ thì phải có sân golf ủng hộ, vậy thì cái Hội Golf mới thành lập được. Và xuyên suốt cho đến hiện nay phải nói cái sự giúp đỡ của Paradise đối với Hội Golf Vũng Tàu thì cũng rất là lớn. Bởi vì nếu mà đã là hội viên Hội Golf Vũng Tàu thì chúng ta chơi cái giá sẽ rẻ hơn là cái bình thường là không có hội viên. Thì cái đó là cái sự giúp đỡ của Paradise. Và cái thứ hai, họ hỗ trợ rất nhiều cái kinh phí để cho trẻ em nó tập dượt được. Và trong đó thì cũng có những huấn luyện viên mà cũng xuất phát từ hội golf của mình ra thôi, như Nghi chẳng hạn. Cô Nghi là cô Nhung cũng là từ Paradise và từ cái hội golf mình ra thì nay đã trở thành là những cái người vận chuyên nghiệp rồi. Và về thì các cô cũng nhiệt tình để mà huấn luyện đào tạo lại cho các em để xây dựng cái thế hệ mới. Thì tôi nghĩ đó cũng là mục tiêu tương lai cho Hội Golf tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu như vậy. Hội Golf tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có một định hướng vững chắc xuyên suốt từ những ngày đầu cho tới những nhiệm kỳ sau này nữa, đó là nâng cao chất lượng hội viên và đào tạo golf trẻ. Trong đó các golfer là hội viên của hội phải đảm bảo chơi golf có phong cách và tôn trọng luật golf. Điều đó mang lại sự kỷ cương trong lối chơi và những hoạt động mà hội viên tham gia. Còn đào tạo golf trẻ chính là tương lai vững chắc nhất mà hội đã và sẽ tiếp tục theo đuổi. Nhìn vào thế hệ golf trẻ cũng chính là nhìn thấy tương lai phát triển của golf ở Bà Rịa Vũng Tàu. Thì cái phương hướng tôi nghĩ rằng là đi vào sâu với chất lượng, cái phong cách của chơi golf, phong cách và chất lượng chơi golf, cái đó mới quan trọng cho cái người chơi golf. Chứ còn chúng ta không phải là những người chuyên nghiệp, không phải ra đánh cho hay là được, mà chúng ta phải đánh có phong cách. Thì cái đó là cái mảng mà chúng tôi dự kiến phải có một cái biện pháp hoặc có cái gì đó, cái hướng gì đó để mà mình tuyên truyền và vận động cái đó tăng cường lên. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nhiệm kỳ tới
thì cũng muốn củng cố lại ban chấp hành. Làm sao một số anh em mà trẻ và có cái nhiệt thành á, có cái tấm lòng với gôn, rồi có cái quan hệ rộng với các gôn khác thì sẽ củng cố lại ban chấp hành này. Tiếp tục phát triển số lượng hội góp, số lượng hội viên đấy, càng ngày càng đông hơn, xoay quanh những việc là tổ chức những cái giải thi đấu của hội, nó mang tính nhiều cái hình thức thi đấu hấp dẫn hơn để thu hút được hội viên, cũng như là sẽ tổ chức những cái giải góp giữa các câu lạc bộ đấy, để sau này chúng ta sẽ lựa chọn tham gia thi đấu với các hội góp tỉnh bạn, nhưng như là các giải góp mà do Hiệp hội Việt Nam tổ chức. Bên cạnh đấy thì cái việc mà xây dựng góp trẻ cũng là cái điều mà ban chấp hành hội góp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn luôn mong muốn và luôn luôn tạo mọi điều kiện để cho các cháu được tiếp cận cái môn góp và cũng như là học tập, học và thi đấu. Thứ nhất là mình cũng có một số cái góp ý là cũng nên phát triển một số cái golfer trẻ cho những cái nước kế cận, để cho có cái tinh thần thể thao chung cho về golf ở Vũng Tàu cũng như ở Việt Nam. Hội golf Bà Rịa Vũng Tàu thì nên có những cái giao lưu với các cái hội golf khác thường xuyên hơn. Đấy là điều kiện thứ nhất. Thứ hai nữa là sân golf Paradise ở địa bàn tỉnh, thì nếu mà có sự kết hợp giữa hội golf và sân golf để nâng cao chất lượng của sân cũng như là nâng cao cái độ phục vụ chuyên nghiệp dần lên để thu hút coi như là du lịch cũng như là khách ở các tỉnh khác về giao lưu với hội được thì là tốt hơn. Không thể phủ nhận những gì mà hội golf tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã làm được trong suốt 15 năm qua. Để đi được dài và được xa, chắc chắn cần những người tiên phong dẫn đường. Và hội golf Bà Rịa Vũng Tàu qua 3 nhiệm kỳ đã xây dựng được bộ máy ban chấp hành đủ tầm nhìn, đủ vững mạnh để leo lái con tàu đó. Cùng với đó chính là sự đoàn kết của hơn 600 hội viên đã cùng hội golf đi tới ngày hôm nay. Chắc chắn với sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các sân golf và các hội viên ở Bà Rịa Vũng Tàu, thì hội golf tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ như được chắp thêm cánh và có nhiều chương trình hơn nữa để bồi đắp cho con đường phát triển của golf ở Bà Rịa Vũng Tàu. Cho tới bây giờ, đứng cái vai trò là cái người mà phụ trách cái hội golf, chúng tôi thật ra phải nói cảm ơn các hội viên Vũng Tàu rất là nhiều. Vì họ đoàn kết với nhau để mà xây dựng tập trung xây dựng cho hội. Tất nhiên trong quá trình phát triển thì có những cái mà suy nghĩ rồi những cái hành động chỗ này khác, chỗ kia khác. Nhưng mà nói tới cái chủ trương hội golf thì người ta ủng hộ hết mình và đoàn kết. Và đặc biệt là ban chấp hành. Phải nói ban chấp hành mới, có thể nói là tôi cũng rất cảm ơn ban chấp hành đã cùng với mình trong cái thời gian vừa qua đóng góp nhiều rất là ý kiến và tham gia rất là nhiệt tình trong các kỳ họp để xây dựng cái chương trình hoạt động golf. Thì nói về tự hào là tự hào cho cái anh em ban chấp hành đó, chứ còn cá nhân mình cũng chỉ là cái người mà để đứng ra để mà điều khiển, để mà vận hành cái đầu mối để vận hành cho cái hội golf này thôi. Chứ thực ra cái phát triển golf phải nói tới cái đoàn kết và cái sẵn sàng của ban chấp hành mà đóng góp cho hội. Với sự chung tay của các hội viên và sự đồng lòng, tâm huyết của các thành viên trong ban chấp hành Hội Golf Bà Rịa Vũng Tàu, hy vọng Hội Golf Bà Rịa Vũng Tàu sẽ ngày càng phát triển hơn nữa trong tương lai.